khác mẹ phức tạp quá rồi Thái ơi. Chứ không biết khóc ra đâu luôn. Đi không mày em ăn nè. Ăn mày không? À. Ăn đi. Phần. Ăn đi anh nấu cho em ăn. Nào. Ăn mì nghe, anh đi nấu em ăn nha. Mang mì xào. Thôi mì nấu đi cho nó nhanh. Mì xào. Nấu đi, nhanh đi nấu đi. Món đặc biệt luôn các bạn, chắc chắn ăn nó sẽ rất là ngon. Đèo tin mà lúc khi nấu cho ai ăn lắm, mà nấu rồi là ba cháy luôn. Nước xong cho không thì không có gì đặc biệt đúng không mấy bạn? Ok, giờ mình sẽ bắt đầu thêm một chút cái hạt nêm và một chút gia vị nha. Ở đây mình thấy có cục mè. Wow, cho cục mè vô. Ha 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 ha!
không ta? Vậy là ok lắm nha mấy bạn nha. Để cho mình nó nở rồi mình đem cho dâm ăn nha mấy bạn. Giờ mình sẽ thích lắm. Trời, đâu có ai nấu mì ngon hơn mình đâu. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn mình nấu cái cơm mình ở dưới đi, mình sẽ nấu cho mấy bạn ăn. Đảm bảo ăn rồi sẽ mơ luôn. Đéo, đéo và đéo. Mình là đầu bếp ngầm mấy bạn. Xong rồi. Cái đũa này như mẹ mình chiên cá để đây vậy. Ok, không sao. Mình sẽ đem cho vợ mình ăn nha các bạn. Tới đây. Cái đó là cái cục thịt á. Đâu phải mẹ. Ăn cơm. Ăn mày. Ăn mày, ăn mẹ. Ngon không? Có nửa cục me à. Ăn mang đi, anh nấu cho em ăn mà. Không, cho ăn được, hàng chi em nấu cục me mà nấu cục thịt. Chú lè em chết không á. Anh thấy có me nên anh bỏ vô me thêm chứ trời. Không có thịt, tại không có thịt nên anh lấy me anh làm cục thịt. Chú gì cũng sợ sao ăn được. Sao anh không để nêm thôi, anh để chị tùm lum chứ nhỉ. Rồi sao ăn? Anh tưởng làm vậy nó ngon. Anh ăn đi, anh ăn đi, anh quay gì vậy? Ai không thấy? Anh ăn đi. Anh nấu cho em ăn mà. Anh quay gì vậy? Em quay cho anh ăn đi. Vô kêu em mà anh nấu hàng hoàng anh đi. Người ta nấu cho ăn mà chơi. Mình nấu cho nó ăn nó chơi các bạn. Để mình ăn thử.
mình ngộ. Có ăn thì các bạn ơi, mình cứ tưởng là bỏ như vậy nó ngon hay gì, nó thấy ghê à, còn thua đồ của con heo ăn nữa. Mình kết thúc clip tại đây nha các bạn, bye bye.